Mình đang quay nơi bàn mình nha các bác. Nay chủ nhật mình đang quay nơi bàn mình thả con chim cột dưới chân đó. Đang tập coi nó có bắt không. Đó đó con chim. Nó bắt không nha. Mồm. Tôi đang tập cho con Ken mà làm gì vậy? Mình đang cột chim dưới đó. Đó giờ để bàn coi nó có xử không nha. Chim thấy đại bàng nó không dám bay rồi. Ủa đại bàng có xử không? Qua chỗ ăn đi Ken. Đang tập đó. Mình tập nó phải kiên trì lắm các bạn. Tập mà nóng tập không được đâu. Huấn luyện một con đèo bàn mà cho nó thành để nó chụp mồi với nghe lời mình nó cực lắm. Mình lấy sự mình thả thả kia. Ngu với tự nhiên đứng trên dây ngu ghê không? Ồ, bà mình nó ngu quá, con này nó ngu quá trời ngu. Này mình phải giật sợi chỉ ra để nó ăn luôn sợi chỉ, chết rồi. Treo luôn mở lông trở được không? Này đang tạp quá. Cái này nó không xé mồi nữa, con nhỏ nó không xé mồi. Lúc nào nó phải xé mồi ra chứ nó không xé. Con nào nó ăn nguyên con đó chết rồi, chết rồi. Ăn cái bọn nhọn quắc nó đó mà ăn nó cũng vô tử rồi nè. Ngu ghê. Rồi sóc luôn, nguyên con luôn rồi. Ồ, ăn con này nó ăn táo bạo quá rồi. Rồi xin chào bán nhà nó ăn rồi. Ăn hết rồi. Ăn luôn lâm luôn đồ luôn rồi. Người ăn kiểu đó là của núi ăn cũng đủ nữa.